Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm đến từ JBL, hàng chính hãng do công ty 3 sao nhập khẩu. Và sản phẩm này sẽ có mã model là KSB12. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu và khám phá xem là với những cái dòng loa này thì nó có những cái đặc điểm như thế nào, chất âm hay tới đâu mà giá thành nó lại cao đến như vậy, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta các bác nhập cũng vậy, hoặc là các bác mua thì chúng ta đều có những cái lớp thùng cắt tông như thế này. Đấy, đây là những cái thùng cắt tông mà nó thật sự là JBL thì từ xưa nay thì vẫn cứ sản xuất những cái dòng thùng cắt tông như này. Nó nhìn rất là quen thuộc nếu như anh em là tín đồ của JBL các nhé. Và ở đây thì model cũng đã có sẵn trước khi model các bác này. KSB2. Con này được trang bị là bát 30 các bác nhé. Và đây chính là cái tem chính, tem story của sản phẩm này các bác này. Đó, rõ ràng nguồn gốc xứ tại Trung Quốc các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc. Và ngoài cái tem chính ra thì nó sẽ có một cái tem phụ nữa. Đó, tem phụ thì đây là họ đang đặt nằm ngang các bác nhé, đặt nằm ngang. Đó. Và các bác có thể thấy này, sản phẩm chính hãng JBL Mỹ, được chưa? Đó, rất là rõ ràng nguồn gốc. Và bây giờ thì em sẽ nhờ bạn kỹ thuật bên em là sẽ khui thùng ra. Và em xin nhắc lại đây là sản phẩm do công ty 3 sao phân phối tại Việt Nam nhé. Với những dòng mà đến từ 3 sao thì bác yên tâm, đều là hàng chính hãng, đúng không ạ? Và Tuyên Vũ Audio chúng em cũng cam kết với anh em là những sản phẩm giới thiệu với các bác đều là đúng với những gì mà chúng em giới thiệu. Và khi các bác mua về thì các bác hoàn toàn được quyền là kiểm tra, check hàng và kiểm tra thông tin. Và khi mà chúng ta bóc lớp thùng ra thì sẽ rất là nhiều điều thú vị đây. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn. Đó, hướng dẫn cũng như là về thông tin của sản phẩm. Đó, rất là rõ ràng. Thông tin của sản phẩm đây. Đó, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 97 dB. Đấy, công suất cho ra là 3 mức 300W liên tục, 700W và 1400W. Đó, 1400 là công suất max volume của nó nhé. Đó, rất là rõ ràng ạ. Và các bác có thể thấy đây, giải thấp của nó cho rất là thấp luôn. Đó, từ 40 hẹp cho đến 20 kg luôn. Đó, nên là toàn bộ những gì mà sản phẩm nó có thể thể hiện được. Đó, và trọng lượng các bác này là 20 kg. Trọng lượng 20 kg là loa không thôi các bác nhé. Còn nếu như mà cả thân thùng của nó, cả thân thùng của nó thì ở đây họ đã ghi cho chúng ta là 24,5 kg là cả vỏ thùng, còn 20 kg là nguyên cái chiếc vỏ này không thôi, nguyên cái chiếc loa này không thôi các bác nhé. Tức là thùng nó sẽ nặng tới 4,5 kg các bác ạ. Đó, và khi mà đã bóc ra rồi các bác nhìn này, thật sự là thiết kế cực kỳ đẹp, rất hầm hố luôn, và nó rất là đáng đồng tiền các bác, rất đáng đồng tiền nhé, rất đáng đồng tiền. Nhìn nó rất là chất lượng đúng không ạ? Đó, hàng rất chất lượng nhé. Và dòng KPS này, KPS này thì nó đều là được trang bị là logo phát sáng. Đó, và các bác có thể thấy rằng là những cái năm 2022 này là những cái năm mà bùng nổ những cái dòng logo phát sáng đúng không ạ? Bên Tuyên Vũ em cũng đã giới thiệu với các bác rất là nhiều mẫu về loa có logo phát sáng rồi. Và đặc biệt nhất là những cái dòng Eric thì em cũng đã giới thiệu với các bác rất là nhiều, nó cũng là logo phát sáng đúng không ạ? Về thiết kế thì các bác có thể thấy này, vì nó cực kỳ đẹp luôn, em sẽ quay nghiêng vát ra mặt trước. Đó, y căng rất là chắc chắn. Đó, khi mà các bác nhìn giữa những cái sản phẩm chất lượng cao cấp thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như đây, dòng này thì hiện tại bên em đang bán là trên 30 triệu một chút. Thế còn đây, CAF cũng là chính hãng luôn nhé. CAF cũng là chính hãng luôn. Giá của đôi này nó chỉ có 18 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn này, đó, nó sẽ khác nhau hoàn toàn từ cái chất liệu bên ngoài. Và các bạn có thể thấy này, đó, nó khác nhau hoàn toàn luôn đúng không ạ? Đó, tức là mỗi một cái mức giá thì họ đều phải chăm chút nhiều hơn về từng chi tiết, từng linh kiện, kể cả là từ những con ốc. Đó, kể cả là từ những con ốc thì họ cũng làm cho chúng ta nó đẹp hơn, chất lượng hơn. Đó, đây là toàn bộ là mặt trước. Còn mặt sau các bác nhá, giờ quay mặt sau cho các bác này. Mặt sau thì chúng ta sẽ có là hai lỗ thông hơi. Đó, JBL nó rất là quen thuộc rồi, hai lỗ cũng thông hơi phía sau, kể cả với những cái dòng là KP4012 hoặc là KP6012 thì cũng đều là trang bị là lỗ thông hơi phía sau. Còn
đây chính là thông tin. Đó, thông tin phía sau của sản phẩm này là KSD2 này. Đây chúng ta có một mã quét nhé, check thông tin sản phẩm này, tên là của nhà máy, còn đây là của công ty 3 sao. Đó, rất là rõ ràng đúng không ạ? Các bác mua về cào Zalo hoặc là các bác có thể nhấn mã cào đây, cào mã và nhắn tin. Còn đây là số series sản phẩm nhé. Đó, đằng sau này chúng ta sẽ có là một đường, duy nhất một đường vào thôi. Bình thường các dòng khác nó sẽ có hai đường, tức là nó sẽ ninh được nữa, nhưng sản phẩm này nó chỉ có duy nhất một đường và chơi ở chế độ 8 ôm. Đó, nó không có đường ninh. Đó, thiết kế rất là lạ đúng không ạ? Ở đây là những cái dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng, nói là rất là chất lượng. Các bác có muốn xem màng loa không ạ? Thì em sẽ nhờ bạn kỹ thuật bên em nha, sẽ tháo mớ lốc này ra để xem là cái màng loa bên trong nó được cấu tạo như thế nào, đúng không ạ? Hẳn là em cũng rất là tò mò cũng như là các bác đúng không ạ? Nên là sẽ tháo ra để xem là cái màng loa nó như thế nào. Vâng, đây thì chúng em đã tháo được cái e-căng ra. Và các bác có thể thấy đây trên là cái dây này nó cấp cho cái đèn nhé. Dây này nó sẽ cấp cho cái đèn để phát sáng này, cái logo. Rồi, các bác có thể thấy này, nhìn mặt loa thế nào ạ? Cực kỳ chất lượng đúng không ạ? Màng loa cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng chất thì chúng ta sẽ nhận được những cái linh kiện nó cao cấp đúng không ạ? Từ cái bát loa, màng loa đều là hàng rất là chất lượng. Đó, con này thì là màng tẩm dầu này, đó, dân vải tẩm dầu các bác nhé. Đó, cái dòng này thì nó chống nước, anh em làm sự kiện ngoài trời thì cũng không bao giờ lo là nước bắn vào gây hỏng màng loa. Đó, bởi vì nó có một lớp sơn bên ngoài, nó không bắn được nước. Đó, và gân của nó vẫn là gân 36 này. Đó, rồi. Hiện nay thì không thể nào mà có thể chê được các bác. Đó, nó phải nói là rất là chất lượng nhé. Con này nó từ nó trang bị là từ 170 côn, nó côn 16 và có đầy đủ này. Đó, các bạn nhìn cái logo của JBL họ in rất đậm. Đó, so với những cái hàng nhái thì cái logo này nó in rất là nhạt nhòa, là màu nó không được giống như cái màu này các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đó, đây chính là hàng cao cấp, hàng chất lượng đến từ JBL. Và cái dòng này thì nó được trang bị chép của nó là chép neodium, nó chép neo. Neodium thì tức là những cái dòng chép mà họ làm từ đất hiếm các bác nhá. Đây các bác nhìn chép này. Đó. Các bác nhìn chép của nó thế nào ạ? Đó, cái dòng chép neo như thế này thì nghe nó phê được, nó sướng được. Đó, và đặc biệt những cái dòng chép neo của JBL hoặc xịn thì nó sẽ không bị chóe tiếng, không bị vỡ tiếng chép. Xíu nữa em sẽ test cho các bác. Đó, cái dòng này cực kỳ chất lượng. Đó. Và các bác biết rằng cái đất hiếm nó không hề rẻ đúng không ạ? Nên là những cái dòng mà sản xuất cái dòng chép neo này. Đó, nếu như muốn hàng chất lượng thì chúng ta phải bỏ ra số tiền khá là lớn để chúng ta sở hữu được những cái dòng chép chất lượng cao. Đó. Rồi em chắc nhất lên để soi cho các bác. Đó, phân tần này, các bác nhìn này. Phân tần của nó này. Nó là cực kỳ đầu gấu nhá. Cực kỳ gấu luôn, rất là chất lượng. Đó, khi mà chúng ta nhìn vào trong cái thì cảm nhận được ngay chất lượng của sản phẩm rất đẹp đúng không ạ? Đây là phân tần của loa, còn bên này là phân tần của đèn nhé. Đó, cái mạch của đèn, mạch này là sẽ cấp nguồn điện cho cái logo. Đây, các bạn nhìn này, nó rất đẹp. Cái này thì có hai bóng đèn này, hai bóng đèn hai bên, hai cuộn cảm rất là to. Đó, thì đây là chính là chi tiết nội thất của cái dòng loa cao cấp JBL KPS2. Đó, và bây giờ thì em sẽ lại tiến hành lắp vào thôi, đúng không ạ? Tiến hành lắp vào thôi và sau đó sẽ test chất nhạc cho các bác và anh em cùng nghe qua chất nhạc của nó. Vâng, vậy là đôi JBL này em cũng đã lắp đặt tới hệ thống âm thanh và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là test qua cái chất âm của cái dòng KPS2 này các bác nhé. Và xin mời các bác cùng thưởng thức một đoạn nhạc sàn trước. Đó, để chúng ta cảm nhận được cái âm bass. Đó, và sau đó chúng ta sẽ test một đoạn nhạc trữ tình để chúng ta cảm nhận cái âm chép nhá, để xem âm bass, âm chép em nó cho ra nó có xứng đáng để được mua hay không. Đó, và em sẽ cho volume lên các bác này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta sẽ test thử một đoạn nhạc trữ tình đi. Đó, xin mời các bác cùng lắng nghe, em sẽ test chọn đoạn bài. Tiếng rất là gọn đúng không ạ? Rất gọn tiếng luôn ạ. Chúng ta vừa trải nghiệm qua cái chất nhạc và tiếng nó rất là sạch đúng không? Và bây giờ em sẽ test tiếng mic nhé. Đó, sẽ test tiếng mic cho các bác cùng nghe qua cái chất âm mic nhé. Và em sẽ bật lên qua này. Đó, bật lên. Đinh 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 đinh. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng nó có thoát không ạ? Đây là cái tiếng chép này là do từ neo nó cho chúng ta nhé. 5 6 7. Đó, tiếng chép nghe rất là quệ. 1, 2, không hề bị chóe tiếng. Nghe rất dễ chịu. Đó, nó không giống như là những cái dòng loa chép neo loại thường. Đó, cái loại thường thì chúng ta nghe nó hay bị chóe tiếng, rất là khó chịu. Đó, và còn cái tiếng này thì nó lại cho ra rất là gọn tiếng. Đó, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không hề bị vỡ tiếng chép một chút nào cả. Tiếng chép rất gọn, rất thoát, đúng không ạ? Và đây chính là cái dòng loa cao cấp JBL KPS2 mà hiện nay Tuyên Vũ Audio chúng em đang trưng bày và bán rất là nhiều. Vậy các bác có quan tâm về những dòng loa cao cấp của JBL thì có thể liên hệ tới bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.